Kính thưa cả nhà, ngày hôm nay đi quay có kho cá đem theo cho Đoàn An. Có nấm bi thì đang lo trái cây cho Đoàn An. Chú Bảo Trung thì ngồi ăn trái cây một mình. Ủa sao còn hé té hả chú? Nó giỡn thôi, chú ăn đi, con hâm cá cho chú ăn nha. Đây. Xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Hồ Bích Trâm. Hello. Bác người ta quay rồi. Hành hạ người ta nữa. Ừ, em bác quay. Thì đừng có quay lẹ chỗ. Em mượn. Đúng không? Nấm bi ổi nhà em trồng ổi nấm bi. Dạ, ổi nhà em đó chị. Chắc là ổi nó ngon thao á. Nó ngon như nấm bi luôn quý vị. Trời em. Nè, đi quay phim mà vẫn còn trắng bum như vậy là hiểu rồi đó, ngồi trong mắt không? Trời ơi, em đi ngoài đường không đó chị. Em đi mua cơm, chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Mua cơm mà. Chưa? Em mua em cơm mua chưa? Rồi, đặt rồi, tí người ta giao tới. Đó, bữa nay là quay ở một cái bối cảnh là trong... cái này là cái gọi là gì chị? Bến xe, bãi xe. Bãi xe hả? Nó nén muốn chết luôn. Đó, mai rồi ở đây có một cái tiệm nước, quán nước nhỏ trong đây. Chị là chuyên nghề bán nước nè. Xong rồi cái mình mượn cái bếp để mình hâm cá cho mọi người ăn luôn. Chứ không là lấy đâu ra mà hâm. Cá chị tự làm hay là chị Trâm? Cá này là mua xong rồi bà chị heo bà kho giùm á. Thì cá này ăn với lại con bé em đang đi mua dưa leo rồi. Ngon quá à. Sao còn anh dặn em đi mua luôn? Đâu biết đâu. Định mua dưa leo, đậu đồng rồi nọ, ăn cái nước này nó ngon chết luôn á. Cái này có nục có nghẻ nè. Cái đấy ăn với lại rau sống cũng ngon. Đúng rồi, ra mua rau sống á. Mua rau sống, xà lách với lại thêm miếng. Trời qua lông nó béo luôn trời. À, đúng rồi, trong ăn rau muốn sống á cuốn. Nhưng mà đi quay mà, thời gian đâu mà cuốn rau sống anh ơi. Mình sẽ ham mà chú Bảo Trung mà rất là thích ăn cá này nên là bữa nay biết tới chú Bảo Trung quay mình kho một ít mình đem lên cho chú. Không có mùa nào không có cá nục nhiều quý vị ơi, có nhiều là mình kho hết cho cá Đoàn rồi. Đợt này nó không có nhiều, mình ham cho nó riu. Mình hồi đó mình gửi tiền bếp ga cho chị tới đây rồi ăn rồi phá rồi còn hâm đồ ăn nữa chứ. Ớn mà lửa nhỏ cho nước nó riu cho nó nóng một cái này quá ngon. Rồi ăn được có trời luôn. Đây là hối nhà của Lâm Bi hay nãy giờ mình bóc 3 cục rồi đó. 5.000 cục thì cho em 3 miếng cá là được. Được em. Ngon đem xương thì được. Trời ơi thiệt, thì ít nhất thì cũng cho một miếng thịt chứ cho ăn xương không. Em đây, xương đây nè. Em bị dướng ngay sẵn mà, nghe đồn mẹ. Trời. Hôm nay ngày quê thứ mấy rồi hả? Ngày quê thứ 5 rồi. Năm rồi. Ngày mai là off đoàn đó chị, mai chị mang gì ngon ngon đi ăn nha. Sắp hết phim rồi quý vị ơi. 6 ngày rồng rã bên nhau. Em quê có 3 ngày. Hôm nay chị Trâm quay cả ngày hay là sáng rồi đó? Quay cả ngày đó em, từ sáng tới giờ chưa sang một cảnh mượn. Nè, cá bắt đầu nó nóng rồi. Cái này mình hâm trước vậy cho nó nguội, cho nó nóng lại đi rồi cái một hồi cái mình ăn chung với dưa leo rau sống. Cái này mình có rau muống bò á. Rau muống bò á, ăn giòn. Giờ chạy đi mua đi. Được kiếm đâu ra nữa chưa rồi ai bán rau nữa. Đây là mình phải trở nhẹ nhàng chứ mình trở mặt quá là nó sẽ bị vỡ hết con cá nha quý vị. Đó. Rồi bây giờ mình chờ mình hâm cho nó nắng đi một hồi nữa, khi nào Đoàn ăn cơm rồi cái mình quay clip cho quý vị coi tiếp nha. Chứ để quay cá không với em không chón lắm. Rồi. Bé nhờ bé em đi ra chợ nó mua được mấy cái đồ rồng. Mình cắt ra đây mình rửa cho sạch rồi mình hồi mình ăn chung á. Cho nó ngon. Nắng nhẹ ăn mấy cái này cho nó mất. Dưa leo nữa nè.
đây bối cảnh gần nhà anh Khương vừa có cái chợ quý vị, cái đi ra là mình mua được không? Rồi mình để diễn viên nha, cho diễn viên ăn cá nục, anh Hùng Thuận diễn ăn cái cá nục này lắm nè. Đậu rồng hơi có cái hơi già kiểu nó bán nguyên bịch vậy á. Đấy là đậm bị gà này vẫn ăn được chừng nào mới có cơm thì bé mới nấm bi bé năm hai giờ nó ra với chị vậy 12 giờ đem vô trong kia cho diễn viên luôn nha. Mình ăn ở trong kia á em, trong kia cho nó rộng. Mình giống vú em vậy đó, vú em hai của đoàn này, giống vú em một là nấm bi, cơm nước cho đoàn. Vú em hai cũng đang ngồi nhặt rau. Nhặt rau, rửa rau. Chị có học é không chị? Chán ghê em. Em có mua cái adesso này à. Rồi, vô leo. Vô bò nữa đâu? Hả? Để em cầm vô bò phải không? Nấm bi cho chị mượn cái dao bào của nấm bi đi, nấm bi. Dạ đây dao bào này chị. Đây. Quá trời quá đất giỏi rồi. Chưa có ai mà giỏi được như vậy luôn thiệt á. Ăn xong rồi cái hả rửa chén cho mấy anh mấy chú ngồi như vậy, mở nhà có rửa không em? Dạ không. Ủa vậy chứ lên em rửa cái gì hả? Anh Thế Hiện. Vậy á. Giỏi vậy. Ngoan giỏi dễ thương vậy mà chưa có bồ quả gì. Bồ hỏi rửa cái gì vậy? Dạ rửa đi quay clip. Ủa là quay clip. Trời ơi, ta rửa quay clip á mọi người ơi. Hỏi rửa cái gì vậy? Dạ em rửa quay clip câu view. Không hề nha. Không có câu view cái gì? Ăn uống xong rồi mình phải dọn, mình trả cho chủ nhà. Quay rồi, quay rồi. Chị chú Nam ơi, hồi nó rửa lại giùm em nha. Hồi nãy con ăn với ai? Con ăn với chú Nam. Ủa này của ai vậy? Ăn với chú Nam với anh Thuận, không lẽ giờ bắt hai người đàn ông rửa đúng không quý vị? Đúng rồi, xoài nha. Xoài của con luôn đó chú. Ngon quá. Mặt mang lắm cái gì? Mùi ngon lắm. Mình ăn xong của chủ nhà mà ta dọn về mình trả cho ta. Thank you.
nén qua một vật. Rồi xong. Chết cha không còn miếng son nào trơn á, mẹt nhợt nhợt rồi, chết rồi mua Phật. Chết son đâu đi. Chú ăn son vừa còn he chết rồi. Dạ, cái chùm nó còn he chết. Đừng bứt, đừng đau. Bứt nha. Đau mà hả? Đau. Dính đó. Đó làm gì chịu gì nổi trời. Chú cần nói cũng cần bứt. Đây. Trời ơi, tại sao lại nén như vậy? Nén này là chết luôn, đen hết chua rồi chứ. Nén này đi làm rất là cực. Bây giờ mình bác chú cậu Tư đi đâu rồi, nén mình phơi nén đi. Thôi nén. Hôm qua bác gặp cậu Tư chở Nguyễn Thị Ngân đi khách sạn. Hẹn Nguyễn Thị Ngân ở trong khách sạn, hồi bác trăm bác gặp. Chết cho rồi. Chuyến này chết cậu Tư rồi. Hẹn chi nhiều phút gọi thôi. Đâu có được, điện thoại gọi liên tục cho Ngân kìa. Em ơi, em tranh thủ lẹ đi qua anh ở hotel này, tại Xuân Nguyên nè. Thấy rồi, trời, nói tên khách sạn luôn. Nói tên luôn, biết luôn, nhớ luôn. Bác quả tan mà sao không biết được. Cái gì nó ấn tượng với mình là mình sẽ nhớ. Tại vì tôi tới sao? Khách sạn nó chăm tới sao đó, cậu Tư hẹn diễn viên giờ. Khách sạn chăm hành nghề. Ừ. Dạ. Vừa ra dưới ngỗng nè. Hồi nhỏ bị... con ngỗng á nó mổ vô con mắt á để thèo lại mà đó. Nhỏ con ngỗng á ông bà chạy đi, nó dí bà cho coi nè, tên nào nó dĩa cái chân bầm bây giờ nè, tên nó mổ ghê lắm. Đi ra bà ngỗng á, bà lì lắm. Rồi xíu nữa. Bây giờ là ngoài đây là chưa có quay nên là ăn rồi, giờ còn vừa là chưa ăn nè, một số diễn viên chưa ăn nữa, chờ mọi người ăn cơm rồi mình quay tiếp nha. Cậu Tư nè, rảnh không ăn cơm đi.